Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã ghé thăm kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì em lại lên giới thiệu với con một số phụ tùng ha. Thì gần đây thì giới thiệu phụ tùng bãi bà con. Thì giờ em sẽ giới thiệu phụ tùng mới ha. Để bà con mình có thể sử dụng những con máy bãi cũng như cái máy mới nhà mình. Đây đây cái bao tay nè bà. Ví dụ như cái bình xăng của 43 đi, TL43 với con. Mình sử dụng cho máy mới là máy Trung Quốc là máy 430 ha. Còn mình sử dụng cho máy nghĩa địa như máy Nhật như là Mitsubishi TL43. Cho nên sử dụng qua lại được với nhau hết ha. Thì đây em sẽ về những cái mẫu bình xăng nè, thì tiếp sau nữa thì em sẽ giới thiệu với con những cái mẫu bình xăng mới sử dụng cho máy mới cũng như máy bãi. Thì giờ lên hai mẫu trước với con. Thì cái mẫu này là mẫu của Mitsubishi TL43 ha. Đây. Bình rất là dày nha. Thì nó sẽ có ống xăng hồi, ống xăng hút hoàn chỉnh cho cái con này ha, nắp xăng và các kiểu. Đó. Thì giá con này tầm khoảng là 100 ngàn ha, 100 ngàn một bình như thế này. Có hai cái này 100 ngàn. Còn cái mẫu tiếp theo là cái mẫu bình xăng nhựa của cái con này là con Komatsu 26 rồi con, Komatsu 26. Thì bà con có thể sử dụng chung được những cái máy Trung Quốc 260 đồng 34 ly ha. À, cái này thì 80 ngàn nha. Rất là dày nha, ống xăng nghiêm túc, hoàn chỉnh hết, lắp sang các kiểu. Rồi phụ tùng mới nữa thì trước em mới bán những cái lưỡi dao Nhật bãi á mà chưa qua sử dụng thì nó rất là hiếm đó con, tại vì hàng Nhật bãi mà chưa qua sử dụng thì rất là hiếm, thì chỉ có một ít à, vài chục cái nên anh em chia nhau xài á, thì không có hàng nó không có gì nhiều được nữa. Thì hôm nay em giới thiệu những cái mẫu lưỡi hợp kim nè, cũng 40 răng luôn ha, của hàng Nhật mà đều không phải là Nhật gốc mà là Nhật nguyên danh ha, sản xuất tại Trung Quốc, thì đến từ cái thương hiệu Mitsuyama nè. Đó, Mitsuyama thì chất lượng mà con khỏi lo nha. Đây là cái lưỡi 2,5 tấc của con ha. Và nó dày là 1,4 ly nha, 40 răng. Để em mở cái răng rồi con xem đây. Trời ơi, cái răng nó bén. Đây là những cái hộp kim mà con thấy ha. Trên đây có những cái giống như cái hộp gạo nè. Là những cái hộp kim á. Thì cái lưỡi này thích hợp cho quý con mình cắt gạ nè, cắt cỏ dôi, cỏ trâu, bò ăn, cỏ rậm rạp như là lau sậy luôn ha. Này là bà con phải lắp đúng chiều nha. Nè, chiều cắt nó phải chạy theo cái hướng răng vậy ăn nè. Còn mà lắp được như vậy chạy nó sẽ không có ăn nha. Thì lưỡi này cũng rất là chắc chắn nha. Thép tốt nha con. Ha, đó, bà nghe tiếng cái tiếng kêu con biết nó thanh nè là nó ok đó. Thì cái lưỡi hợp kim 40 răng nó cũng Mitsuyama như thế này á. Nó là 100 ngàn một lưỡi nha quý con ha. 100 ngàn một lưỡi. Còn cái này. Đây, 40 răng, 255, 25,4 là cái lỗ đường kính trong đó con. Đường kính của cái lỗ mà bắt cái lưỡi dao á thì đó là chuẩn rồi, tất cả là máy mới, máy bãi đều sử dụng được hết ha. Và 40T là 40 tít, 40 răng á. Đây. Đó là xịn sò nha, Mitsuyama thì chất lượng khỏi chê. Rồi tiếp theo nếu ai không sử dụng lưỡi tròn sử dụng lưỡi thẳng ha. À, đây là lưỡi thẳng. Lưỡi này dài là 3 tấc ha. Và nó dày 1,4 ly ha. Đó, 1,4 ly. Đây, lưỡi rất là sáng nha. Rất là nặng ha. Đó, lưỡi này bà con sẵn ok nha. Lưỡi này thì giá 50 ngàn nha. Đó, thép rất là ok luôn, 50 ngàn cho một cái lưỡi mới. Thì cái lưỡi Nhật á, bên Nhật thì nó sẽ rất sử dụng rất là ít cái lưỡi thẳng này nha bà con. Nó chỉ là lưỡi tròn và là ổ cước thôi, cho nên sẽ không có sử dụng lưỡi thẳng như thế này. Còn Việt Nam mình thì sử dụng lưỡi thẳng này rất là nhiều. 50 ngàn. Rồi bỏ vô bị đi bọn. Rồi tiếp theo những phụ tùng tiếp theo nữa con. Đây những cái lưỡi cuốn cỏ nè. À, chống cuốn cỏ 20 ngàn một miếng. Thì này em đang soạn hàng cho khách đó, để sẵn lên nè. Mình sẵn trước khi đóng hàng thì giới thiệu với bà con mình cùng tham khảo luôn. Rồi tiếp theo là những cái phần áo đóng dây nè, inox nè, thì em có 7 ly rưỡi, 8 ly rưỡi và 6 ly rưỡi ha. Thì nó có 3 size. Đây. Cái này 6 ly rưỡi nè, 6.5 nè. Cái này 7.5 nè. Cái inox rất là dài nha. Dày và dài nữa. Thì quý bà con mình đã từng mua những cái con đội hơi đóng dây 2,5 tấn bên em á, thì bà con mình sẽ mua những cái bộ này nè, bà con mình về để đóng dây ha. Thì đầu nó cũng vậy con, nó cũng có 8 ly rưỡi, 7 ly rưỡi và 6 ly rưỡi. Thì hiện tại một bộ bên em đang bán là 15 ngàn một bộ ha. Giá nó gần như sỉ nha, để cho bà con mình về sử dụng nè. Đây, một đầu được cái như thế này và hai cái chén. Nói cho cha hai chén này con trai. Ừ, đỡ hai cái luôn kìa. Ừ, cũng ngựa ngựa mang bao tay nữa.
Đây, gách, có cái miệng bóp nè. Đừng có nóng tính cái gì cũng từ từ. Thấy không? Rồi dở ra. Không phải nhanh mà hay đâu, mà phải đúng, phải chuẩn. Đây, một bộ như thế này là 20.000 ha. Bất kể 6.5, 7.5 và 8.5 hết nha. Đây, hai cái chén như thế này và một đầu răng trong, một đầu răng ngoài. Nó là 15.000 nha. Là 6.5, 7.5, 8.5 đều như thế ha. Đồng giá hết nha. Còn cái này là những cái phốt nước của tiêm 2 với con. Một bịch là 300 cái. Bà con mình chắc không có xài hết vậy đâu. Bà con có xài nguyên bộ khoảng mười mấy ngàn bộ á. Đủ loại sao phốt cho mình luôn. Con này là những cái IC, cái điều chỉnh tốc của cái bình xịt điện nè. Này 40.000 một cái nha, loại tốt nha. Rồi nữa là những cái chén con bà con. Chén con của những cái máy mới nè. Thì này chính khía 26 ha. Con này chính khía 28. Và đặc biệt cái chuông này rất là hiếm nè. Cái chuông này thì sử dụng cho những cái bắp chuối mà của hãng Honda hay là Maruyama đời mới bây giờ á, thì sử dụng thằng này rất là nhiều nha. Chính khía 28, cái này cán ngắn mà con. Cán ngắn mình không sử dụng chung cán dài được với con. Tại vì cái cán dài á, thì cái khía nằm phần đầu nè. Còn phần dưới gần cái chuông á, thì nó khía nó rất là ít. Nếu mà con mình sử dụng cái chuông này mà vô cái cần của Honda mà con phải cắt bớt nha. Tại nó bị đội. Mà cắt bớt thì nó sẽ bị hụt khía ha. Khía nó bám rất là ít. Nên bà con bắt buộc phải sử dụng đúng cái khía của nó, đúng cái chuông đó nè. Là khía nó từ trên xuống dưới luôn ha. Thì sử dụng nó sẽ ok hơn. Mình đỡ phải chế cháo ha. Đây, cái chuông này là chuông máy mới nha. 260 đồng 34 ly á. Còn này là của những cái con máy cắt cỏ tôm lớn chính khía. Còn là những cái con máy bãi cũng như là máy Honda chính hãng hay là những cái con máy mà Maruyama 500 gì đó. Rồi đây là cái bình xăng con của hãng Shinba. Thì cái này sử dụng cho máy 4 thì nha, GX35 của hãng Honda. Thì cái dòng Shinba là dòng chất lượng nha con ha. Thì ngoài những cái hãng thương hiệu như là Wan rồi khỏi nói rồi, thì tế đó là những cái dòng như là Shinba nha, là thuộc cái phân khúc là hàng cao cấp, hàng chất lượng nha. Sử dụng rất là chuẩn nha, ít khi nào khoảng đó. Thì cái này được anh em thợ sử dụng rất là nhiều nè. Đây là hàng Shinba chính hãng nè, trên đây có chữ Shinba con thấy ha. GX35 2207. Đây là sinh nhật của mẹ bỏ luôn ha. Rồi. À bà con thấy ha, vú ha, rất là mềm nha. Và những cái ống xăng bằng thau hết ha. Hay là nó chất lượng hàng chuẩn nha. Anh em thợ là nhìn là biết rồi. Rồi tiếp theo nữa là cái mẫu bình xăng con 260. Thì này sử dụng rất là phổ thông nha, sử dụng được tất cả những cái dòng máy hay thì mà dạng bình xăng dưới nha. Ví dụ như 260, 330, TL33, rồi Maruyama, rồi tất tần tật Kawasaki rồi sử dụng được hết ha. Hai cái đây. Này nó khác. Ừ, cái này là Shinba luôn nè, con thấy ha. Shinba luôn. Cũng nút chỉnh bằng thao ha, hai kim nha. Đây, ở đây là một kim gió nè, bằng thao luôn nè. Còn kim ở trên đây mà con dít cái nút màu đen ra nè, sẽ thấy một cái kim màu trong đây nữa. Là kim xăng ha. Đó, là chế hai kim. Hiệu Shinba là chế chuẩn nha. Rồi. Tiếp theo nữa là những cái mẫu đầu bò. Đầu bò chất lượng luôn. Thì em sẽ giới thiệu những cái mẫu phụ tùng mới song song những phụ tùng Nhật Bãi á. Để bà con mình có nhu cầu sử dụng hàng mới thì sử dụng hàng mới. Còn sử dụng hàng Nhật Bãi thì sử dụng hàng Nhật Bãi ha. Và hàng mới thì giá nó sẽ rẻ hơn so với hàng Nhật Bãi với con. Tại vì cái độ phổ thông nó rất là nhiều á. Nên hàng mình không có hiếm. Còn hàng Nhật Bản thì nó vừa chất lượng mà vừa hiếm nữa. Thì nên cái giá thì cái này với con mình pha 1 lít là chỉ cần là 50cc thôi ha. 1 lít cho 50cc. Mình pha về cho chuẩn cho chắc cú bà con. Chứ trên đây người ta hướng dẫn mình là 1 lít 100ml cho 5 lít nè. Nói chung là cái tỷ lệ đó thị trường Việt Nam cũng không có ổn mấy ha. Tại vì khí hậu Việt Nam rất là nóng ha. Rồi ba cái xăng dầu của mình nó cũng không có chuẩn nữa. Mình không thể nào pha theo cái tỷ lệ được. Tốt nhất là 1 lít là pha 50cc. Đây màu xanh ha. À, có nhiều bà con mình bắt buộc phải thay gơ, phải kiếm màu xanh mới chịu. Có người đòi màu đỏ. Con lại lấy chai hớt thay gơ màu đỏ cho con. Dạ. Đây nè, tới bên HB có hình con gợp á. Thấy không? Em sẽ cho bà con mình xem cái mẫu màu đỏ cho nó không khác gì cả bà con. Mình chỉ khác cái màu nhớt và cái màu nắp thôi. Còn chất lượng thì nó của một công ty là Quỳnh Lam nữa ha. Đó, Quỳnh Lam. Đây bà con thấy ha. UAE nha. Rồi tiếp tục những cái phụ tùng nữa. À đây là những cái súng đầy lon mấy con. Súng này thì sử dụng cũng rất là ok nhưng mà giá nó thành nó rất là tốt hơn hẳn so với súng Kaisuko ha. Kaisuko thì nó ở một mức chất lượng vượt trội rồi nên giá thành nó sẽ rất là cao.
thì Kaisuko 1 mét như thế này á, thì nó tầm khoảng 350.000 ha. Còn so với súng 1m2 có Đài Loan như thế này thì nó chỉ có 260.000 thôi. 260.000 nó rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn gần 90.000 á. Cái này nó thì những cái mẫu súng này thường em ship cho các con mình những cái mẫu tạm từng 1,5 m trở lại, cái dài quá thì ít cái nhận ship, tại vì xa các con, với vận chuyển nó thường là tới bà con mình sẽ bị cong, bị dập, bị bể ha, nên em ít có ship những cái mẫu dài lắm. Còn nếu bà con lấy mẫu dài thì lấy số lượng em mới ship nha, tại vì một cây là nó dễ bị cong, bị quên lắm, thì tới bà con mình cũng khó có thể là mà hài lòng khi nhận hàng ha, thì cũng phiền phức lắm, nên em ship những cây ngắn ngắn cho nó an toàn ha. Rồi tiếp theo là những cái mẫu bộ cần nè Phương trai, thì cái này là ống cần 26 nha, những cái bộ cần tum nhỏ tum 260 thích hợp sử dụng cho những cái máy mà động cơ rời tum 260 ha. Thì nguyên cái bộ như thế này là 750.000 ha. Sử dụng những cái tum Đài Loan như đã nói, đã chia sẻ với con mình những video trước nè. Cái tum này thì bà con mình sử dụng rất rất là bền nha, nó sẽ không bị mà bị lắc, bị rung cao su ha. Ống cần rất là dày nha, không cần có phải 2 ly á. Thì cái bộ cần này đầy đủ phụ kiện cho bà con mình ha, đầy đủ phụ kiện luôn ha. Thì nó gồm tay cầm trái nè, tay cầm phải, tay ga bóp nữa ha. Rồi dây mang, rồi trắng cỏ lớn nè, rồi bịch phụ tùng nè, lưỡi dao nữa ha. Thì nó sẽ là một cái bộ cần hoàn chỉnh để bà con mình vừa lắp vô cái động cơ là sử dụng ngay ha. Và con này là bộ cần của Zinca ha, mà không biết cái chất lượng của Zinca như thế nào, có những cái đầu bò đây. Đây là cái đầu bò Zinca giống như lúc trước em đã giới thiệu với con nè, là 9 khía 26, còn con hồi nãy là 9 khía 28 ha. Đó, rất là chất lượng nha, có bao tay cầm im ấm rồi ha. Hiện tại một bộ như thế này là 750.000 luôn các con, 750.000 chưa bao gồm ship ha. Thì tất cả những phụ tùng thì em sẽ không hỗ trợ ship được, mà bà con mà cũng không cảm ha. Dạ rồi, để coi có gì giới thiệu bà con ở đây. À đây thì có những cái phụ tùng, phụ tùng của những cái đầu nén bà con, cũng hơi bừa bộn xíu đây. Ai mà không có vàng, không có nhẫn thì lấy cái này về hết. Đây là nhẫn thao, những dòng răng đó. Cái bộ đổ dòng răng của những cái đầu 1HB T22 hết. Đây này, vòng răng để siết khóa rồi chặn mỡ bò lại nè. Còn đây là những cái nhẫn thao để nuôi trưởng mỡ bò nè ha, của 1HB rồi 2HB ha, rồi những cái bộ chỉnh áp đồ. Thì nói chung cái phụ tùng đầu xịt bên em rất là đông đủ luôn, rất là đủ luôn. Mà con cần gì cứ báo em ha. Đây là những cái thớt tự động ha, thớt tự động của những cái đầu nén ha. Thì em sẽ lên cho quý con mình một cái clip về những cái đầu nén cũ mà tự động không thể khắc phục được, để bà con mình chuyển sang tự động hoàn toàn mà mạnh ha, so với những cái lớp bê lớn ha. Dạ rồi, thì đó là một cái số phụ tùng cơ bản hôm nay giữa cái hàng mới và hàng nghĩa địa. Em muốn giới thiệu đến với bà con mình á, để bà con mình có nhu cầu sử dụng thì cứ alo cho em ha. Thì cũng chia sẻ thật lòng là bà con mình cần thì em sẽ gửi tất cả những gì bà con mình cần á. À, cho dù là một cái lông đền hay một cái phốt, một con tán thì bà con mình có nhu cầu thì em sẽ gửi ha. Em không có ngại mà lấy số lượng một cái hai cái bà con, không cần đâu. Yêu cầu bà con mình chấp nhận em sẽ gửi ha. Tại vì em chỉ sợ cho quý con mình gần vậy nè. Thì kiểu như là gửi có một món có 5.000, 10.000 mà cái chi phí tốn tiền cước của con mình á là tới 20-30.000 ha. Thật sự cái tiền cước á thì em không có quy định, nên bà con cũng thông cảm ha. Tại vì khi mà em báo tiền cước với con mình á là em nhập cái địa chỉ của nhà mình với cái cân nặng của cái hàng hóa, thì trên cái app nó sẽ hiện thị cái cước, thì em sẽ báo cái cước rồi cụ thể bà con mình, và cái phần cước là bên vận chuyển người ta sẽ hưởng ha, chứ bên Thành Thịnh không có hưởng một phần cước nào trong đó hết nha, nên bà con mình cũng thông cảm ha. Thì bà con mình chấp nhận với tiền cước và tiền hàng như vậy thì em sẽ gửi thôi. Ví dụ như điển hình bà con mình giờ cần thiết quá những cái ron súng xịt để thay cho cái cần súng mình mà ở địa phương mình tìm không ra, trong khi đó thì ở bên em thì rất là nhiều, chỉ 1.000 một cái thôi. Con mình lấy có 10 cái, có 10.000 10.000 mà trong khi tiền ship đây ra Hà Nội tới 30.000 thì cái đó bà con mình cũng chấp nhận thì em sẽ gửi, ví dụ như vậy. Đó là những cái trường hợp mà về chi phí ship ha. Dạ, thì bà con mình khi xem cái video này á, thì thấy có những cái món nào phù hợp với nhà mình á, thì có alo cho em ha. Thì em sẽ gửi với con mình trong cái thời gian nhanh nhất ha. Dạ, rồi em xin cảm ơn ạ. Dạ, thì chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Dạ, em xin chào nhé.